Anh ơi, cái con này là con C70 nhá. Con C70 này chạy đây. Con này đây là cái chế độ chạy chuẩn, chạy bình thường này. Bên trên là nó sẽ có một đường nai in, là cái đèn xanh này, đèn báo, đường tín hiệu vào này, là cắm nai in này. Nai in là đường trên cùng đèn xanh này. Đèn bên dưới là đèn vàng, là cái đèn SEA, là cái đèn chạy qua quay này anh này. Đấy, cái đèn này sáng là chạy qua quay này. Đấy, nó chỉ có hai đèn báo thôi nhá. Cái đèn nai in này, đường bên trên này là đường báo vào, đường đèn xanh này. Và cái đường SEA là cái đường ở bên dưới màu vàng anh nhìn này, SEA này. Cái này là cái chạy qua quay này. Thế thì bên dưới nhá, ở bên dưới này anh nhảy vào này. Anh nhìn này, cái công tắc ở này, công tắc đầu tiên ở bên ngoài cùng đèn SA, EA, đèn xanh này. Đấy, chạy này, chế độ lốc ma bình thường này. Tất cả cái này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 cái cần này nhả ra hết. Tổng của dưới này là 11 cái cần nhả ra hết. Và chỉ có một cái đường duy nhất là đường nai in này là cần thứ 12. Ngoài cùng bên tay phải là bấm vào. Anh hiểu chưa? Đấy, đây là tất cả chế độ chạy bình thường đấy anh nhá. Tất cả chế độ bình thường này là tổng ở bên dưới này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 cái cần vào nhá. Thì chỉ có một cái cần duy nhất là cái cần nai in này. Cần nai in này, cần nai nhấn vào đấy. Và trên mặt của đèn trên mặt hiển thị của cái e-quay này có một đường nai in này, là đường ấn tín hiệu vào này. Và đường này SEA là đường vàng là đang chạy qua quay. Đấy, đấy chế độ chạy bình thường anh nhé.